Vào ngày 20 tháng 12, Imoto đã giới thiệu mẫu xe điện hoàn toàn mới ims 7 tại Trung Quốc. ims 7 được bán ra với mức giá giao động trong khoảng 350.000 nhân dân tệ tương đương 1 tỷ 180 triệu tiền Việt. ims 7 là mẫu xe thứ hai của Imoto sau iSL7. ims 7 được định vị là một chiếc SUV 5 chỗ, tương tự như Hyundai Tucson. ims 7 sẽ chính thức về đại lý vào nửa tháng 2 năm 2023. iLS7 đang thu hút được sự chú ý từ đông đảo người dùng nội địa khi nhận được tới 3.000 đơn đặt hàng chỉ, sau một giờ mở cọc. Immoto là liên doanh xe điện giữa SAIC Motor Công ty Công nghệ Trung Quốc, Giang Giang Hitech và Alibaba Group. Năm 2021, họ trình làng mẫu xe concept LS7 tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2021. Ở phía trước, im LS7 áp dụng thiết kế mặt trước khép kín và đèn pha, ở cả hai bên có hình chữ L. Im LS7 còn được trang bị đèn pha LED toàn bộ, đèn chạy ban ngày LED ở cả hai bên. Imoto cũng bổ sung các lỗ thông hơi kiểu xuyên suốt để tăng chiều rộng hình ảnh bên. Xe được trang bị cánh lướt gió cỡ lớn tích hợp ở phía sau xe. Đèn hậu trên Im 7 áp dụng thiết kế xuyên suốt. Đuôi xe cũng áp dụng thiết kế hai lớp, với kiểu bộ khoách tán gió sau bao bọc nhằm tăng tính thể thao. Các đường nét của LS7 tương đối mượt mà, không có thiết kế đường gân dập nổi ở hai bên thân xe. Về kích thước thân xe, chiều dài, rộng và cao của Im LS7 lần lượt là 5.049 mm. 2002 mm và 1731 mm cùng chiều dài cơ sở 3060 mm. Về nội thất, IMS7 nổi bật với thiết kế 3 màn hình bao gồm bảng đồng hồ LCD, màn hình điều khiển trung tâm và màn hình hiển thị cho đồng lái. Đây là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên ở Trung Quốc, có vô lăng rộng bằng nửa chiều rộng. IMS7 còn có cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn và camera hỗ trợ đỗ xe 360 độ cùng hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến của Imaders e trên bản cao cấp. IMLS7 cung cấp cho người dùng nội địa hai phiên bản pin 90kW và 100kW. Tùy chọn 100kW cộng giúp IMLS7 có phạm vi hoạt động lên tới 660km và chỉ mất 4.5 giây để tăng tốc từ 0 lên 100km/h.